chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam được truyền hình trực tiếp từ Hà Nội. Hôm nay bản tin có những tin chính sau đây. Dự án luật chứng khoán sửa đổi có nhiều thay đổi để cải thiện môi trường đầu tư, giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn ngoại. Lợi thế của nhà cung cấp nội tại thị trường nhà thông minh Việt Nam, thị trường được dự đoán sẽ chạm mốc hơn 300 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Hợp tác Nga Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, thực trạng và các triển vọng đã được đề cập đến trong hội thảo vừa được tổ chức tại Moscow. Bắt đầu phần tin chi tiết. Tiếp tục phiên chất vấn tại Quốc hội, trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có thêm gần 1 giờ đồng hồ để trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Những vấn đề nóng tiếp tục được đặt ra với người đứng đầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch như là giải pháp để giải quyết những điểm nghẽn của du lịch, phòng ngừa mê tín dị đoan, vấn đề đạo đức lối sống văn hóa con người Việt Nam. Ngoài những nội dung được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp trả lời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Dư luận hiện nay, cử tri ta cho rằng là có hiện tượng kinh doanh chùa, đền có hay không? Vấn đề này thì Chủ tịch Quốc hội đã có yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về khía cạnh văn hóa. Hiện nay thì chúng tôi cũng chưa có những cái thông tin gì liên quan đến cái vấn đề này. Theo quy định của pháp luật Việt Nam và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì không có quy định việc kinh doanh chùa. Và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo thì Bộ Nội vụ chưa phát hiện hành vi kinh doanh chùa nhằm mục đích để trục lợi. Có đại biểu cho rằng là một số cán bộ đã góp tiền để xây dựng chùa để kinh doanh. Theo báo cáo của Ban Tôn giáo và Bộ Nội vụ nắm được thì đến nay chưa phát hiện cán bộ công chức nào mà có góp tiền để xây dựng chùa để kinh doanh trục lợi. Và trong thời gian qua thì cái việc xây dựng các cơ sở thờ tự tôn giáo này thì cũng nằm trong cái diện đối tượng là do nhân dân đóng góp hoặc là các doanh nghiệp đóng góp trong thời gian vừa qua. Từ việc có quá nhiều thông tin tiêu cực sai lệch đến hiện tượng như khá bảnh Phúc XO trên mạng xã hội lệch lạc về tâm linh mê tín dị đoan. Và chỉ khi đến sự việc cô bé 13 tuổi tham gia đã đóng cảnh nóng rất nhạy cảm trong phim Vợ Ba bị dư luận báo chí phản ánh thì Bộ mới vào cuộc. Xin hỏi quan điểm Bộ trưởng và giải pháp căn cơ nào để chấm dứt? Ở nước ta có nhiều hoạt động kinh doanh không được thừa nhận, nhưng thực tế vẫn đang rất phát triển. Một trong những hoạt động đó là dịch vụ tâm linh của các thầy bói, thầy tướng, thầy cúng và của một số các cơ sở tôn giáo. Bộ trưởng có giải pháp gì để kiểm soát và chấn chỉnh hoạt động này? Đối với những cái vấn đề này thì cũng đã pháp luật xử lý, dư luận xã hội lên án. Để khắc phục thì Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về các biện pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa truyền thống, lên án, phê phán và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để thực hành mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan suy cho cùng đấy là sự thiếu hiểu biết. Cho nên điều vô cùng quan trọng là chúng ta cần chú ý hơn tới giáo dục, tới văn hóa để nâng cao dân trí, để sao cho mọi người dân hiểu rằng hành vi này là đúng với tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đúng với giáo lý, hành vi kia là không đúng. Hành vi này là trước đây đúng nhưng bây giờ không phù hợp với thế giới văn minh. Và những cái này thì đều cần có sự phân tích, có tình, có lý của những nhà nghiên cứu về tôn giáo, những người thực hành tôn giáo và đặc biệt là những người nghiên cứu về văn hóa. Chiều nay, theo chương trình nghị sự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 đã được thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng sẽ trình bày tờ trình về dự án luật chứng khoán sửa đổi, thay đổi tiêu chí về công ty đại chúng, xử lý chồng chéo luật và phát triển các sản phẩm mới là một số thay đổi đáng chú ý để dự luật cải thiện môi trường đầu tư giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn nước ngoài. Công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết, rồi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Yêu cầu vốn điều lệ cũng được nâng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sửa đổi như vậy để đảm bảo tính đại chúng của các công ty phù hợp với thông lệ quốc tế, hàng hóa trên thị trường, qua đó cũng chất lượng hơn. Hiện nay các công ty đại chúng là gắn với điều kiện là niêm yết. Thế mà cái điều kiện tối thiểu niêm yết tại sàn Hà Nội hiện nay là 30 tỷ.
là vốn là phải 30 tỷ nên chúng tôi mới để cái quy định là 30 tỷ. Cái câu chuyện nâng các cái chất lượng hàng hóa trên thị trường cũng là nhằm để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, tại vì hàng hóa có tốt thì nhà đầu tư đến chợ chúng ta mới đông. Tất cả các cái điều luật đều thể hiện được cái câu chuyện để thu hút đầu tư nước ngoài. Nhiều điểm nghẽn trong đầu tư của khối ngoại cũng sẽ được khai thông bằng dự luật lần này. Từ sự chồng chéo trong định nghĩa nhà đầu tư nước ngoài với luật đầu tư, cho đến phát triển chứng chỉ không có quyền biểu quyết NVDA để xử lý bài toán muốn giải ngân mà bị hết room. Đại luật chứng khoán sửa đổi thì chúng tôi đã có những cái bước nhằm có thể đưa cái sản phẩm này thực thi. Ví dụ như là cái định nghĩa về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. Và thứ hai là quy định về tổ chức thị trường là sở giao dịch chứng khoán là được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và có thể thành lập công ty con. Luật chứng khoán này xử lý được vấn đề khỏi xung đột với luật đầu tư, tức là cái quy định thế nào được coi là nhà đầu tư nước ngoài thì sẽ phải theo quy định của luật chứng khoán. Như vậy thì nó sẽ khắc phục được những cái bất cập như trước đây mà chúng ta vẫn hay nói trên 51 hay là dưới 51, lúc này là nhà đầu tư nước ngoài, lúc này là nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, để NVDA ra đời, luật doanh nghiệp cũng cần được thay đổi để xác định chủ sở hữu quyền biểu quyết. Trong lúc chờ đợi, việc chứng quyền có bảo đảm sắp đi vào hoạt động cũng được đánh giá là một giải pháp thay thế khả thi. Tất nhiên, vẫn cần những sự điều chỉnh phù hợp. Sắp có hành lang pháp lý cho hoạt động cho vay ngang hàng và cho vay trực tuyến. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định triển khai kế hoạch hành động của ngân hàng góp phần hạn chế tín dụng đen. Trong đó có điểm chú ý là ngân hàng giao phụ chức năng, chủ trì phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu đề xuất cơ chế quy định pháp luật để quản lý hoạt động cho vay ngang hàng, vay trực tuyến. Cho vay ngang hàng hay còn gọi là P2P là hình thức cho vay không cần gặp mặt. Người vay và người đi vay được kết nối nhờ một ứng dụng công nghệ. Nhờ thủ tục đơn giản không cần chứng minh tài chính nên nhiều khách hàng đã tiếp cận được vốn vay. Tuy nhiên, mô hình này cũng tồn tại nhiều rủi ro cho những người tham gia khi một số đối tượng núp bóng lợi dụng để trốn thuế, lừa đảo, cho vay nặng lãi. Tại Việt Nam, mô hình cho vay P2P phát triển rất nhanh với hàng chục đơn vị tham gia, nhưng lại chưa chịu sự quản lý trực tiếp từ cơ quan nào và hành lang pháp lý hiện vẫn đang bị bỏ trống. Việc Ngân hàng Nhà nước chính thức nghiên cứu các quy định pháp luật cho hoạt động này kỳ vọng sẽ giúp người dân có thêm loại hình cho vay chính thống, thuận tiện và giúp đẩy lùi tín dụng đen. Tiếp tục với một số tin vắn đáng chú ý về thị trường bất động sản. Thành phố Hồ Chí Minh đang mời gọi nhà đầu tư chuẩn bị quý 3 tới sẽ bán đấu giá quyền sử dụng đất 9 lô đất nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. 9 lô đất này có tổng diện tích gần 78.000 m2, nằm ngay trong lõi khu đô thị Thủ Thiêm. Trong khu chức năng số 1 được quy hoạch là trung tâm thương mại dịch vụ đa chức năng mật độ cao. Dự kiến tổng mức đầu tư 9 lô đất này khoảng 27.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định sẽ di rời 3 khách sạn lớn là Hải Âu, Hoàng Yến và Bình Dương để dành toàn bộ dài bờ biển Vịnh Quy Nhơn cho cộng đồng, đồng thời cũng sẽ mở thêm nhiều con đường xuống biển. Tỉnh xác định không đánh đổi những dự án đầu tư làm ảnh hưởng đến không gian biển cũng như làm mất không gian công cộng của người dân. Theo kế hoạch, trong năm 2019 này, việc giải tỏa 110 hộ dân để thông tuyến đường Lê Hồng Phong xuống biển Quy Nhơn sẽ được thực hiện. Nhà thông minh Smart Home bao gồm nhiều ứng dụng cho phép chủ nhà có thể quản lý, điều khiển các thiết bị từ xa như là tắt bật đèn, điều hòa TV hay là giám sát an ninh thông qua điện thoại thông minh hay là máy tính bảng. Nhà thông minh đã có mặt tại Việt Nam khoảng hơn 10 năm trước, nhưng vài năm trở lại đây, mô hình này mới thực sự phổ biến khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển, cũng như giá thành lắp đặt cũng đã dễ thở hơn cho khách hàng do sự cạnh tranh sôi động giữa các nhà cung cấp nội và ngoại. Dù phát triển sau, nhưng các nhà cung cấp nội cũng đang có những lợi thế nhất định cho mình. Ok Lumi, ra ngoài. Chào bạn. Gia đình anh Thắng đã sử dụng dịch vụ nhà thông minh được hơn một năm nay. Chỉ với 22 triệu đồng, tức khoảng 950 đô la Mỹ, chi phí lắp đặt thiết bị, anh Thắng đã có thể dễ dàng điều khiển các thiết bị điện trong nhà thông qua ứng dụng trên điện thoại hay sử dụng bằng giọng nói. Điện thông minh thì nó mang lại cho cái người dùng nó rất nhiều cái tiện ích đi kèm. Họ có thể quản lý được tất cả các thiết bị điện thông qua gọi là cái phần mềm điều khiển app trên điện thoại. Về cái giá thành thì mình thấy là thực tế ra là nó không phải là quá cao so với mặt bằng chung. Hiện nay thị trường nhà thông minh tại Việt Nam đang được chia thành hai phân khúc chính là cao cấp và trung cấp. Ở phân khúc cao cấp chủ yếu là những nhà cung cấp từ nước ngoài như Mỹ, Đức hay Pháp. Chi phí lắp đặt khá cao và khoảng 10.000 đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ.
ở phân khúc trung cấp dành cho nhà chung cư, nhà tầng nhỏ với chi phí chỉ khoảng 900 đến 3.000 đô la Mỹ. Khách hàng đã có thể sở hữu những tính năng cơ bản như hệ thống chiếu sáng, điều khiển thiết bị trong nhà từ xa. Đây cũng là phân khúc mà doanh nghiệp nội đang hướng tới tại Việt Nam. Khi mà phát triển sản phẩm thì chúng tôi tập trung vào phát triển những tính năng chính, tinh gọn từ cái việc thiết kế cho đến bộ máy nhân sự. Cho nên là khách hàng sẽ chỉ chi trả những cái chi phí mà khách hàng có thể sử dụng và những cái tính năng thiết yếu. Nhưng BKV thì ngay từ đầu thì đã áp dụng luôn công nghệ không dây. Đấy, thì cái việc này nó đã giảm cái vấn đề triển khai một cách gọi là nhiều. Yếu tố thứ hai nữa, như tôi đã nói đề cập đến, đó là yếu tố về phần mềm. BKV thì nó hoàn toàn là giao diện 3D trực quan mà nó mô phỏng giống hệt như là cái nhà mình thực tế. Hiện nay, hệ thống nhà thông minh trong nước cũng đã áp dụng những công nghệ tiên tiến như ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt hay áp dụng AI để học được thói quen sử dụng thiết bị điện của chủ nhà. Các kỹ sư lập trình Việt Nam thì rất là nhiệt huyết, sáng tạo, cần cù. Và chúng tôi tin tưởng là các bạn đều có thể làm được. Khó khăn của chúng tôi gặp phải cũng khá là nhiều. Đầu tiên kể đến cái sự thiếu kinh nghiệm về việc thiết kế hệ thống lớn. Thứ hai nữa, đấy là các nhân sự mà có kinh nghiệm về các thiết kế hệ thống cũng không được nhiều ở Việt Nam. Theo đánh giá từ công ty nghiên cứu thị trường Statista, Việt Nam đứng thứ 45 trong bảng xếp hạng nhà thông minh toàn cầu. Với tốc độ tăng trưởng ổn định như hiện nay, thị trường nhà thông minh trong nước dự đoán sẽ chạm mốc 330 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo mạng ngày hôm nay. Dẫn đánh giá của nhà báo Refat Khaled, phó tổng biên tập báo Al-Mirsa của Ai Cập, báo điện tử Việt Nam Plus có bài Việt Nam sẽ đóng góp đáng kể trên các diễn đàn quốc tế. Theo đó, nhà báo Khaled nhấn mạnh với nền kinh tế có mức tăng trưởng ấn tượng, Việt Nam là một quốc gia đang nổi ở khu vực châu Á, với vị thế và uy tín ở khu vực cũng như trên thế giới ngày càng tăng cao. Nhà báo Ai Cập ủng hộ và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đắc cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Khi trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ thể hiện vai trò tích cực trong việc góp phần chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới, đấu tranh chống khủng bố, đồng thời giúp đạt được hòa bình và an ninh quốc tế. Dẫn đánh giá của Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành nghề Thực phẩm tỉnh Sơn Tây Trung Quốc, mạng thông tin tư vấn thực phẩm của Trung Quốc đăng tải bài viết Gạo Việt rất được ưa chuộng ở Trung Quốc. Theo đó, các đối tác Trung Quốc nhập khẩu gạo Việt Nam cho rằng chất lượng gạo của khu vực đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam có chất lượng tốt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của thị trường Trung Quốc, nhất là các loại gạo hạt dài. Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, năm 2018, giá trị nhập khẩu gạo Trung Quốc đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị nhập khẩu gạo Việt Nam chiếm 45%. Dẫn số liệu của công ty phân tích Forward Keys, trang mạng chuyên về du lịch Skip có bài Liệu Việt Nam có vượt Thái Lan để trở thành sân chơi châu Á cho người Nga? Theo đó, số lượng khách du lịch Nga tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng hơn 54% kể từ tháng 5 năm ngoái cho đến tháng 4 năm nay. Việt Nam là điểm đến có số lượng khách tăng cao nhất 153%, tiếp theo là Thái Lan và Maldives. Lượng khách du lịch Nga tới Việt Nam tăng mạnh do có nhiều chuyến bay trực tiếp từ các thành phố hạng 2 và hạng 3 ở Nga tới Việt Nam. Bên cạnh đó, các khách sạn mới và nhiều khu nghỉ dưỡng chất lượng trên khắp đất nước Việt Nam có giá phải chăng là tiêu chí thu hút du khách Nga lựa chọn Việt Nam thay vì Thái Lan, nơi không còn được coi là một điểm đến giá rẻ khi mà đồng bạc Thái tăng giá. Chuyên trang về công nghệ năng lượng mặt trời PV Magazine đăng tải thông tin nhà máy điện mặt trời công suất 50 MW tại tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam được công ty sản xuất thiết bị quang năng Ấn Độ Quarry Energy đưa vào hoạt động. Từ cuối tháng 5 vừa qua, nhà máy chính thức vận hành sau hơn 6 tháng xây dựng. Đây là kết quả hợp tác giữa công ty Quarry Energy và công ty cổ phần điện mặt trời Sông Giang tại tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng EPC là thiết kế, cung ứng thiết bị công nghệ và xây lắp. Với công suất thiết kế dự kiến gần 80 triệu kWh điện mỗi năm, Quarry Energy là đơn vị chế tạo thiết bị quang năng hàng đầu ở Ấn Độ, có trụ sở tại Mumbai. Công ty hiện diện ở 280 địa điểm của Ấn Độ và 68 quốc gia trên thế giới. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Hợp tác Nga-Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, thực trạng và các triển vọng đã được đề cập đến trong hội thảo vừa được tổ chức tại Moscow. Blocking hoạt động vừa chạy bộ vừa nhặt rác, sự kiện ý nghĩa dành cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời và yêu môi trường.
Hội nghị cung cấp thông tin về hội nhập quốc tế và UNESCO vừa được tổ chức tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Hội nghị đã cập nhật các vấn đề mới, định hướng thông tin hoạt động đối ngoại của nước nhà. Hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn từ Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị tập trung những nội dung ưu tiên của Việt Nam cho năm Chủ tịch ASEAN 2020, định hướng công tác tuyên truyền, quảng bá cộng đồng ASEAN. Ngoài ra, hội nghị thông tin về tình hình đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam và một số hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, tuyên truyền về UNESCO giai đoạn 2019-2020. Hợp tác Nga-Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế là chủ đề của hội thảo khoa học vừa được tổ chức tại Moscow, Liên bang Nga. Hội thảo do Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ chức trong khuôn khổ năm chéo Việt-Nga 2019 đã thu hút được sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu hai nước. Với 13 tham luận, hội thảo tập trung các vấn đề về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thế kỷ 21, triển vọng phát triển hợp tác đầu tư trong khuôn khổ khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam, những tác động của bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi, toàn cầu hóa đối với kinh tế Nga và Việt Nam, so sánh mô hình phát triển kinh tế Nga và Việt Nam, đồng thời đưa ra những đánh giá sâu sắc về thực trạng và triển vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Với cái yêu cầu mới trong việc phát triển của cả hai nước, trước cái tác động của toàn cầu hóa và những cái yếu tố mới xuất hiện, thì rõ ràng rằng là sẽ là những cái cơ sở để hai phía cùng đưa ra những cái giải pháp tốt hơn cho việc thúc đẩy cái quan hệ hai nước xứng đáng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, quan hệ Việt-Nga cũng mang những nét chung của xu thế toàn cầu hóa, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, vừa thúc đẩy quan hệ và cũng chịu nhiều tác động thuận nghịch của bối cảnh quốc tế và khu vực. Việt Nam nằm ở vị trí địa chiến lược quan trọng, lại có một nền chính trị ổn định và tiềm năng phát triển kinh tế. Chính vì vậy, Việt Nam được coi là một trong những ưu tiên của Nga trong chính sách hướng Đông. Kinh tế Việt Nam là một kỳ tích, làm tôi thật sự ngạc nhiên. Mô hình kinh tế Việt Nam rất thú vị, mang tính tổng hòa. Chúng tôi luôn quan tâm đến điều này, bởi Việt Nam là cửa ngõ để Nga bước vào một thị trường rộng lớn hơn. Sau hơn 3 giờ thảo luận sôi nổi, các chuyên gia đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng hai nước nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế thương mại, từ đó góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu Tình nguyện sẽ tổ chức tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Trong danh sách 100 người hiến máu được tôn vinh lần này, có những người hiến máu đến 70 lần và có những người đã kêu gọi vận động thành lập các câu lạc bộ nhóm máu hiếm hay là câu lạc bộ hiến máu dự bị ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Năm ngoái, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được gần 1,4 triệu đơn vị máu, trong đó hơn 98% lượng máu là từ người hiến máu tình nguyện. Những người tình nguyện hiến máu xứng đáng được tôn vinh. Những người sẵn sàng hiến đi nội tạng của mình hay người thân càng xứng đáng nhận được sự tôn vinh và trân trọng của xã hội. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một người như thế. Ông là một người cha đặc biệt, người đã hiến tạng của con trai 26 tuổi bị chết não, cứu sống cùng lúc 4 bệnh nhân đang nguy kịch. Nghĩa cử cao đẹp hiếm có ấy xuất phát từ suy nghĩ thật là đơn giản dị, để cứu người. Nhưng người cha vẫn có chút chạnh lòng bởi lời đàm tiếu từ một số người mang nặng tư tưởng lạc hậu, thậm chí là suy diễn rằng con chết, bố nổi tiếng. Mình cảm thấy nhẹ nhẹ nhưng mà dân làng tiếng tăm ấy, người ta nói là ở đấy con chết, bố nổi tiếng. Nên là rất khó khổ vào những cái tiếng tăm sau này. Đó là tâm sự của người bố có con trai 26 tuổi bị dị dạng mạch máu não bẩm sinh. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, gia đình đã chuyển sang bệnh viện Việt Đức với hy vọng mong manh, nhưng rồi cũng không cứu vãn được vì bệnh nhân đã chết não. Lúc không sống được thì là trong nội tâm tôi cũng nghĩ là vợ cháu nó còn ốm đau, trong con nhỏ chưa được 2 tuổi. Mình muốn giữ lại cái phần nào đấy để sau này lớn lên nó có phảng phất bố nó còn sống như thế.
lúc bắt đầu quyết định là đau xót lắm, nhưng mà thôi mà giữ lại phần nó nhẹ lên một tí, cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng lên một tí, còn không về thì cũng xong rồi. Hôm đó là chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật lấy đa tạng, bao gồm lấy tim, gan và hai thận trong cổ bệnh nhân đó, và tiến hành ghép đồng thời cùng lúc cho bốn bệnh nhân khác nhau. Bốn trường hợp này nếu mà trong trường hợp không có tạng để ghép thì cái thời gian sống thì nó chỉ tính được tháng thôi. Chúng tôi bắt đầu từ khoảng 6:30 sáng, huy động tổng số là 6 bàn mổ và huy động 120-130 cán bộ y tế. Vợ của em Tuấn Anh thì từ ngày em mất đến nay thì em phải uống rất nhiều thuốc, nó ngủ suốt ngày cho nên nó không cảm nhận được là chồng nó mất hay là còn sống thôi. Thì từ hôm em mất đến nay gia đình cũng đau hết đầu, người thì bảo là bén đi, bén con được toán hơn 1 tỷ, thì đầy tiền như thế mà còn kêu gọi mọi người ủng hộ làm cái gì. Gia đình thì không có sự chia sẻ với mọi người được, bởi vì người ta có hiểu mình đâu. Người ta cứ bảo mình đi bán, nhưng cái thực tế là mình đi hiến để cứu mọi người chứ đâu có bén chắc gì đâu. Không phải riêng gì Việt Nam mà cả châu Á đều có một cái tín ngưỡng là khi chết phải toàn thây. Nên chính việc đó làm cản trở cho cái chuyện phát triển của cái ngành ghép tạng. Mà nằm viện với con là hơn 1 tháng, gần 1 tháng rưỡi, mới biết những cái bệnh viện, mới biết nhiều người thiếu các thứ. Thì qua chỗ bác Đào tư vấn là rất đúng, rất không biết làm được. Xuất phát từ Thụy Điển, blogging hoạt động vừa chạy bộ vừa nhặt rác đã đến với Việt Nam 1 năm về trước, nhờ một nhóm các cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tại Thụy Điển. Không chỉ là một hoạt động thể chất, blogging giờ đã trở thành một thói quen không thể thiếu cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời cũng như yêu môi trường. Nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, chúng ta hãy cùng theo chân nhóm blogging tại Hà Nội để cùng trải nghiệm hoạt động thú vị này. Cứ vào mỗi cuối tuần, chị Phượng cùng nhóm bạn 5 người của mình lại chuẩn bị cho buổi chạy bộ tại Công viên Thống Nhất. Đây là một thói quen không còn quá xa lạ, nhưng điều đặc biệt là ai trong nhóm chạy bộ này cũng đeo găng tay và mang theo một chiếc túi bên mình. Họ đang thực hiện một hành động mang tên blogging, hay hiểu đơn giản là chạy bộ kết hợp nhặt rác. Mình đã sang Thụy Điển công tác cách đây 2 năm và khi đó thì cái phương tiện đi lại chính ở bên Thụy Điển là đi bộ và đi xe đạp. Mình thấy mọi người đi bộ và cầm những cái túi rác và chạy thì mình rất là tò mò đó là cái gì, và sau đó thì mới biết thì đó là cái hình thức gọi là blogging. Khi mà mình về Việt Nam thì muốn tiếp tục cái hoạt động này để duy trì cái việc hoạt động thể chất. Thứ hai là tại sao mình không kết hợp cái hoạt động này với việc là nhặt rác trên quãng đường mình đi. Cái tên blogging được ghép từ hai từ jogging có nghĩa là chạy bộ và blogger có nghĩa là nhặt trong tiếng Thụy Điển. Hoạt động này xuất phát từ Thụy Điển vào năm 2016 do tiến sĩ Erik Astrom khởi xướng. Đây là hoạt động kết hợp giữa việc chạy bộ với các động tác gập bụng, cúi người và ngồi xổm khi nhặt rác, từ đó mang lại lợi ích sức khỏe lớn hơn cho người thực hiện, đồng thời cải thiện môi trường xung quanh. Để mà chuẩn bị để có một cái buổi mà blogging hay là chạy bộ nhặt rác thật là tốt ý, thì mình phải có những cái, thứ nhất là đủ dụng cụ để bảo vệ cho cái người mà đi blogging như vậy này. Cái thứ hai là ví dụ khi mà các bạn xác định mục tiêu của bạn là hôm nay chúng tôi chỉ có định nhặt nhựa thôi chẳng hạn, thì mình sẽ mang một cái túi, một cái đồ để chứa những cái đồ nhựa như thế. Tất cả mọi người đều có thể tham gia blogging, cả nhất là người trẻ này, người già này, rồi là những người có thời gian rảnh rỗi, và những người mà bất kỳ khi nào chúng ta chạy bộ chúng ta đều có một cái ý thức, có một cái suy nghĩ rằng là tôi sẽ kết hợp cái việc nhặt rác này cùng với việc bảo vệ môi trường. Chính khả năng thu hút mọi đối tượng đã tạo nên sức hút của blogging tại Việt Nam. Không chỉ có những thanh niên trẻ tuổi người Việt, mà kể cả các em nhỏ và những người nước ngoài sống tại Việt Nam cũng rất hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này. Em rất là muốn hoạt động này tổ chức tại trường của em. Hoạt động này giúp cho tất cả mọi thứ không bị lây nhiễm bởi các sinh vật độc, và mọi thứ sẽ không bị ô nhiễm. Đây quả là một hình thức thú vị để vừa nhặt rác vừa tập thể dục cùng một lúc. Học sinh của tôi đang tiến hành các dự án về các vấn đề môi trường. Do đó, tôi chắc chắn sẽ chia sẻ hoạt động này với học sinh để các bạn ấy có thể tìm hiểu kỹ hơn. Vâng, như quý vị và các bạn đã thấy là chỉ cần sau một chuyến blogging vừa rồi thì công viên của chúng ta bây giờ đã trở nên rất sạch đẹp. Điều này chứng tỏ một điều rằng chỉ cần một hành động rất nhỏ thôi, nhưng nếu chúng ta thực hiện nó hàng ngày thì hiệu quả của nó sẽ mang lại rất lớn cả cho sức khỏe của người đi blogging cũng như cho môi trường. Và cuối bản tin là các thông tin dự báo thời tiết.
quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Để xem lại bản tin ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vtv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.